Hoài Phương và Thanh Thúy xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Để tri ân và góp phần giúp đỡ cho các thương binh còn kẹt lại tại quê nhà, một chương trình mang tên Trái tim Việt Nam do Hội cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Hội cựu sinh viên sĩ quan Trường bị Thủ Đức cùng các anh chị em ca nhạc sĩ tại Sydney đã đứng ra tổ chức vào ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Maltese Club. Cùng đến tham dự với đông đảo đồng hương, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Sydney và Wollongong. Trân trọng kính mời chính hữu Phạm Văn Thông. Chúng tôi mong rằng tất cả quý đồng hương, quý chiến hữu, quý thân hữu, chúng ta sẽ góp một bàn tay nhỏ để yểm trợ các thương binh Việt Nam Cộng Hòa là những người đang sống rất là cực khổ tại quê nhà. Cho đến kỳ này thì chúng tôi đã tổ chức được 18 kỳ. Mỗi một kỳ như vậy đó thì nhờ sự giúp đỡ của nhiều vị ân nhân, chúng tôi đã có được những số tiền từ 5.000 cho đến 10.000. Và chúng tôi đã gửi về cho Việt Nam tất cả những anh em thương phi binh. Đương nhiên là chúng tôi cũng đã có một số người ở bên đó trách lại, kiểm soát lại những cái trường hợp giả hay là những trường hợp không đúng sự thật thì chúng tôi loại ra. Và chúng tôi cấp cho các anh em đó mỗi một người một phần đó là 100 đồng. Thì khi mà các anh em nhận được đó thì chúng tôi yêu cầu là họ sẽ gửi trả lại cho chúng tôi. Thứ nhất là một cái lá thư, thứ hai là một cái đơn và một cái hình để cho chúng tôi chứng minh với những ân nhân là các anh em đó đã nhận được. Chúng tôi rất may mắn là đã có một nhóm anh chị em ca nhạc sĩ với tinh thần rất quảng đại và vị tha đã giúp cho chúng tôi để xây dựng những chương trình này từ 2010 tới nay. Chương trình thật đặc sắc với những ca khúc đấu tranh cùng các nhạc phẩm ca ngợi người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, tiết mục lôi cuốn nhất trong chương trình là nhạc cảnh Bức Dư Đồ của nhạc sĩ Kim Hương, phổ từ thơ của nữ sĩ Đan Thanh, được trình diễn lần đầu tại Sydney với sự phụ diễn của ban Mây Tím. Nếu chúng ta là còn người Việt Nam, chúng ta còn nghĩ tới quê hương của chúng ta, thì Kim Hương cũng nghĩ rằng tất cả mọi người khi nghe cái được công bố cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng thì sẽ rất là vừa tức giận và vừa rất là đau lòng. Được những cái bài thơ của nữ sĩ Đan Thanh rất là ý nghĩa và rất là đúng cái ý nghĩa trong cái thời điểm đó. Và Kim Hương đã có được những dòng nhạc ngay lập tức, nhưng mà muốn thành để cho nó thành ra một bản nhạc có nốt và có nhạc đàng hoàng thì Kim Hương cũng phải mất hết thời gian là 2 tháng. Hoài Phương và Thanh Thúy, tường trình từ Sydney, Úc Châu xin kính chào quý vị khán giả.